xin giới thiệu các bạn siêu phẩm khủng long A7 Gold, một trong những siêu phẩm đường phố American Chopper đẹp tuyệt vời, độc nhất vô nhị tại Việt Nam hiện nay. Chủ nhân là anh 7 Gold, cho nên chiếc xe được lấy tên là A7 Gold và logo mang thương hiệu anh 7 Gold. Chiếc xe là một tác phẩm nghệ thuật thực sự. Khi mà máy xe là nguyên bản là từ Sporter Iron 883, mất gần 3 năm để những người thợ tại Việt Nam có thể thiết kế lên từ bản demo và một số phụ tùng phụ kiện nhập khẩu về. Và chủ nhân anh 7 Gold là một trong những người rất là đam mê về xe, đã đầu tư thời gian và tiền bạc cho chiếc xe này để ra một cái phiên bản hoàn thiện lăn bánh trên đường phố Việt Nam, lăn bánh trên đường phố Sài Gòn. Các bạn có thể thấy là body rất là đẹp. Chiếc xe này là đúng là một tác phẩm đẹp không góc chết, bất kỳ một góc độ nào chúng ta cũng thấy rất là đẹp. Toàn bộ xi màu vàng hồng, là một trong những cái màu rose gold. Anh 7 rất là ưng ý với cái màu này. Một phong cách rất là bạch công tử. Đây đúng nghĩa là một con khủng long thật sự trên đường phố Sài Gòn. Một em chân rất là dài. Chúng ta có thể thấy độ dài của em này. Xe rất là nổi bật từ xa, không thể lẫn lộn vào đâu được. Đây là hệ thống công tắc điện của xe, design cũng rất là độc đáo. Đồng hồ không tơ mét vẫn giữ cổ nguyên bản em Iron 883 khi mà vẫn sử dụng là đồng hồ may. Đây quả là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của giới đam mê xe của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là của Việt Nam. Chúc mừng anh 7 Gold với chiếc xe rất là đẹp các bạn ơi.